thiệu các bạn đây dòng lốp xe mới BSBP 500kg hoặc là 1 tấn 2 tấn. Đây là dòng lốp xe mới nhất của hãng và dòng lốp xe rẻ nhất của hãng. Đây là dòng lốp xe được sản xuất năm 2017, đây là model mới. Dây lốp xe thì ngắn hơn. Thiết kế với dòng ốc, đây là dòng ốc dẫn xịt rửa, thiết kế nhỏ gọn. Đây là bên trong của lốp xe, chúng ta thấy có một nhãn sản xuất in Korea. Và chúng ta có thể thấy cái thông số test ở đây. Đây là dòng lốp xe được chúng ta nhập vào tháng 9 năm 2017. Lốp xe này thì được thiết kế có phần này không có che để nguyên. Thiết kế ở đây chúng ta có cái phần lòi ra này, chúng ta dễ dàng lắp đặt vào mấy cái khung, chúng ta không cần tấm bảng mã nhỏ để mà chúng ta lắp để bày. Đây là thiết kế dùng để nén xuống phần này. Đây, xung quanh lốp xe các bạn có thể thấy đây là dòng thiết kế mới nhất. Vật liệu bằng hợp kim thép. Đây là model BSBB. Cảm ơn các bạn.